Tí nữa vẫn đi theo cái đường lúc nãy mình lên hay đi đường đằng này ấy. Lên tí cũng nó hơi nhỏ gần đây. Hai con này em nghĩ là nó được khoảng 13, 14 cân nhưng mà đây còn không được. Vừa bắt vào đây rồi nhưng thôi nó ngon thì lấy chứ còn nó bé quá. Lợn trên này thì đúng là không phải chê câu nào về cách chăn thả rồi nhưng mà mỗi cái là... Vâng. Cháu bây giờ nếu được độ 20 con luôn thì cháu gọi xe cho nó dễ. Cháu cứ nghĩ là một tối là về cái là vào ngay. Vào đúng. Thế bình thường là nó ngủ ngoài rừng ạ? Một hai hôm nó có khi nó mới về được. Theo sau này phải đem súng đi săn. Lúc nào kiểu nó ăn xong nó khát nó về. Đấy. Thế là trước thì nhốt được hết. Sáng nay mới bắt hai con này. Nó ăn cái này khổ quỹ như thế này. Quên nó ra thì đang ngầu, đang bố lại thôi. Đều có thể may nếu nghe hai người đi tiếng Hà Giang như thế. Nó thể tận khân băng Hà Giang. Cái nhà hàng đi với leo để long rồi vậy chẳng mì mà chẳng biết cử gì đâu để tôi kêu nó đi ngồi mấy bạn hắn kia biển anh chuyên cho nên tùy tẹp tùy hai đấy đồ ngân sản có thể ông muốn mua thì tôi đi cũng mua đường xuống nó phải hơn cây gần hai cây có hàm đến bây giờ hai cây gánh bộ thì nhưng cái đường lần trước khó đi hơn 30 phút. Cháu đi cái đường lần trước là thì khoảng 25 phút thôi. Vâng. Lên thì khoảng 30 phút. Đây là mấy bạn leo khó thả nhưng mà thường thường nó bay là leo khó thả nó bèo gì à? Cái kia hơi dài, nhánh quệt vướng không? Kéo vào không chặt bớt mẹ đi anh ạ. Không quay dở là vướng đấy. Trước gánh xuống ông Phong ở Bắc Mê, Hà Giang ấy. Còn gánh xuống 70 cân. Một chuyến ấy. Một chuyến. Là cũng năm nay ông Phong cũng lên rồi. Nói chung là về cơ bản hôm nay các thợ gần như là vắng mặt hết ở khu này. Nói thật sự luôn, đấy nói thật lòng không phải là bảo là mình lên bắt được hay thế này kia. Nhưng đúng năm nay mọi năm đi gặp nhau chào nhau suốt luôn. Nhưng năm nay có thấy bóng dáng ai đâu. Mọi năm xuất nếu mà sang năm đi nước ngoài lên lấy năm nay là trước xuất khẩu ở trong nước. Mà một ngày thì sao bác ở đây đâu. Dạ. Mà không. Nhưng vấn đề tăng cường thêm một vài nái đằng nào mất công chăn thả cho nó bỏ vâng. Ông Phong cũng chết là mọi năm là nó mua hàng tấn bây giờ năm nay là nó không mua rồi bây giờ không ra nước ngoài được rồi đấy chỉ trong nước mình thôi. Xuống đi các bạn. Bà yếu. Mình đạp bao rất chính quạch. Gọi bao thì bao bao. Bao nó phải bao gọi bao biết. Không phải nhưng mà mình lấy xuống kia có lồng sắt rồi thì trói vào cái này rồi nữa thì có thấy họ. Chạy đây.